mua vé ở đâu? À, ba người vậy? Dạ, hai ba, người. Ba. Ba người lớn có 165 nghìn đúng không ạ? Không. Dạ, của mình 450 nghìn ạ. Ừ. Dạ, em nhờ của mình 500 nghìn. Cái này đó là cái gì?
lần này. Ba người à? Hai người ghế đó là đi xe nào? Ra nữa chú. Hai ghế đó là. Còn thêm cái này. Cái này đây ba người. Đi luôn chú. Xe này còn không anh? Còn xe sau được rồi. Ra xe cái này bây giờ. Ba xe bây giờ thêm luôn. Trời lâu quá. Cua đại đang chập về lấy chỗ này không có là rồi
thấp lên. Dịch ra. Có ba người mà quay về đi lên đây. Đi nó có tập trung mà ba người mà quay về. Đấy. Rồi cái con giáp của mình đây. Con nhớ mình hả? Thank you.
Cái con thả rồi cái con dép của mình đây con nhớ mình quay bây giờ tắt cỏ rồi.
Thank you.
Đi qua mấy qua thằng vợ vợ chồng ai ra chứ có gì phải sẵn quán tủ á mà mấy đứa dành quay về mà anh nó hổ lên à, thôi tao tao giáo thị cái đi à để đi dành hậu xúc đi mà để sửa nè. Đi qua mấy
Tái video này. Thank you.
Thank you.
Thank you.
cho nó tay chân đấy. Ngã với nó nhìn hết cái tháp chứ. Ngã đi vậy đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ em đi xuống, bây giờ em cứ đứng ở dưới đi, dưới cổng chờ đi. Em đi xuống nha. Em đang đứng ở hành lang đi vòng á, đi phút. Rộng quá. Đi cò đi vòng. Rồi đi chụp đó. Quay hả? Đi ba lần cùng luôn. Giống ba thằng cùng đâu quý vị ơi. Trời ơi má. Trời ơi. Đi nó nhanh quá quý vị ơi. Đi nhanh quá. Nó trượt. Trượt. Rồi, trượt. Nó không. Ok, hôm nay trời nắng quá. Nắng cũng điên hết rồi. Rồi, ba. Bí xuống xe kìa. Bí thế luôn. Đó. Xe em đâu? Đi vô coi có bây giờ anh đi xuống, bây giờ em cứ đứng ở dưới đi, dưới cổng chờ đi. Đi xuống nha. Đi vòng á, đi phút. Rộng quá. Đi cò đi vòng. Rồi đi chụp đó. Quay hả? Đi ba lần cùng luôn. Giống ba thằng cùng đâu quý vị ơi. Trời ơi má. Trời ơi. Đi nó nhanh quá quý vị ơi. Đi nhanh quá. Nó trượt. Trượt. Rồi, trượt. Nó không. Ok, hôm nay trời nắng quá. Nắng cũng điên hết rồi. Hai, ba. Hãy
chuyển cái đoạn lại chụp. À, một đứng ở trên đó rất là bí xuống xe kìa. Bí thế luôn. Đi vô coi có đổi. Yeah.